Tiếp tục ngày làm việc thứ ba dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 sáng nay tiếp tục thảo luận nhiều vấn đề quan trọng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Theo đó, các đại biểu đã nghe trình bày các tờ trình về dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, Báo cáo thẩm tra về dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, tờ trình về dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh thành phố Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế. Báo cáo thẩm tra về dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh thành phố Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế. Qua thảo luận ở tổ về các dự án luật và dự thảo nghị quyết lần này, đa số các đại biểu tán thành với sự cần thiết sửa đổi luật kinh doanh bảo hiểm nhằm thể chế hóa chủ trương đường lối của Đảng khắc phục những hạn chế bất cập sau hơn 20 năm thi hành luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000, kiến tạo phát triển thị trường bảo hiểm an toàn, minh bạch, bền vững, hiệu quả, tiệm cận với các thông lệ quốc tế, đồng thời đề nghị tiếp tục ra soát hoàn thiện một số nội dung cụ thể về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh thành phố Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế.